Tập truyện vừa Tội ác của Sylvette Bonnard, tác giả Anatole France, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cô có nhiều điều cần phải học và lão không phải là một ông thầy đang chê. Nhưng khi ông lục sự Moose lao vào một trò ma mảnh béo bở đến thăm lão, lão trình bày cho hắn cả hệ thống giáo dục của lão với nhiệt tình của một tâm hồn đắm say, cả nhiệt tình mà lão lăm le ứng dụng hệ thống đó. Jean là kẻ bạc bẽo, còn Jelis là kẻ quyến rũ. Nhưng cuối cùng, nếu tôi tống cậu ta ra khỏi cửa thì thành ra mình có sở thích và tình cảm đáng ghét. Tôi phải thiếp chàng ta. Chàng ta đã đợi khá lâu trong phòng khách nhỏ của tôi trước những cái bình bằng sứ xe và đã được vua Louis Philippe gia ân tặng tôi. Những bức tranh, những người thợ giặt và ngư phủ của Leopold Robert được vẽ trên mấy chiếc bình sứ mà Jelis tuyên bố là kinh khủng, khi Jean thì hoan nghênh. Cô Jean mà chàng đã bỏ bùa. Còn thân yêu, hãy thứ lỗi cho ta không tiếp con ngay. Ta phải làm cho xong việc. Tôi nói thật, suy tư cũng là một công việc, nhưng Jelis không cho làm vậy. Chàng ta nghĩ đó là việc khảo cổ. Và sau khi an tâm về sức khỏe của tiểu thư San với một câu rất tốt, khô khan hé lộ quyền hành tinh thần của tôi trong vai trò giám hộ, hai chúng tôi nói chuyện về những môn khoa học lịch sử. Chúng tôi đi vào những môn tổng quát. Các môn tổng quát có nhiều nguồn gốc lớn. Tôi cố dạy cho Jelis chút lòng tôn kính đối với thế hệ các nhà sử học, trong đó có tôi. Tôi nói với chàng, lịch sử là một nghệ thuật và bao hàm mọi biến ảo của trí tưởng tượng. Ở thời đại chúng ta đã trở thành một môn khoa học, phải tiến hành theo một phương pháp cứng nhắc. Jelis xin phép được quyền không đồng ý với tôi. Chàng luôn tin rằng lịch sử không phải là và cũng không bao giờ biến thành một môn khoa học. Và trước tiên chàng nói với tôi, lịch sử là gì? Một sự thể hiện ra bằng văn viết các sự kiện trong quá khứ. Nhưng một sự kiện nghĩa là gì? Có phải là một sự việc nào đó chăng? Không phải. Ông nói tôi nghe xem, đó là một sự việc đáng ghi nhận. Thế nhưng làm thế nào nhà sử học phán đoán rằng một sự việc có đáng ghi nhận hay không? Họ phán đoán một cách độc tài, theo sở thích và tánh khí thất thường của mình, theo ý tưởng, rốt cuộc theo kiểu nghệ sĩ, vì các sự kiện không tự phân chia rạch ròi khỏi bản chất riêng của mình, thành những sự kiện lịch sử và những sự việc không lịch sử. Nhưng sự việc là điều gì đó cực kỳ phức tạp. Sử gia có thể hiện các sự việc đúng theo tính chất phức tạp của chúng không? Không, điều đó là bất khả thi. Ông ta thể hiện chúng rỗng tuếch, mất phần lớn các đặc tính cấu thành chúng, do đó chúng thành ra cục lủng què quặt, khác xa với chính chúng. Còn về mối liên quan giữa các sự việc thì chúng ta đừng nói nữa. Nếu một sự việc được gọi là lịch sử được đưa ra, có thể là vậy thông qua một hay nhiều sự việc không lịch sử, khiến nó không được nhận ra, làm sao sử gia có thể lưu ý mối liên quan giữa chúng? Và tôi giả thuyết trong những điều mà tôi nói đó, ông Bonnard, mà các sử gia có trước mắt những bằng chứng chắc chắn, trong khi ngoài đời thật, sử gia không đồng ý tin cậy vào nhân chứng, này nọ vì những lý do tình cảm. Lịch sử không phải là một môn khoa học, đó là một nghệ thuật, và người ta chỉ thành công nhờ trí tưởng tượng. Lúc này, cậu Jelis nhắc cho tôi nhớ cái tên trẻ người khùng điên mà một ngày nọ tôi đã nghe diễn thuyết hoàng xuyên trong vườn Luxembourg dưới pho tượng Marguerite de Nava. Nhưng ở một khúc quanh của cuộc trò chuyện, chúng tôi lại gặp nhau khi chạm mũi với Walter Scott, mà chàng thanh niên hay chê bai của tôi tìm thấy một gian vẽ cổ kính, một nhà thơ trữ tình và ở phía trên đồng hồ treo tường. Đó là những thuật ngữ do chàng ta dùng. Nhưng tôi nói khi hâm nóng công cuộc bên vực cha đẻ, người cha huy hoàng của Lucy và nàng Beth xinh đẹp, cả quá khứ sống trong những quyển tiểu thuyết đáng ngưỡng mộ của ông, đó là lịch sử, đó là anh hùng ca. Đó là quần áo cũ chấp giá, Jelis đáp. Và các bạn có tin rằng thằng nhỏ khùng điên này khẳng định với tôi rằng người ta không thể, dù có quyên bác đến đâu, hình dung được cụ thể con người sinh sống thế nào vào 5-6 thế kỷ trước. Vì ta chỉ hơi mường tượng gần đúng họ như thế nào cách đây 10 hoặc 15 năm. Đối với chàng, một bài thơ sử, một quyển tiểu thuyết lịch sử, một bức tranh lịch sử là những thể loại giả trá một cách tổng lộn. Trong tất cả các nghệ thuật, nghệ sĩ chỉ vẽ tâm hồn mình. Tác phẩm của ông ta, dù mặc trang phục thế nào, là người đương thời trong tâm trí của ông ta. Chúng ta ngưỡng mộ điều gì trong thần khúc nếu không phải là tâm hồn vĩ đại của Dante và những tác phẩm cẩm thạch của Michelangelo? Ông đã thể hiện điều gì phi phàm nếu không phải là chính Michelangelo? Nghệ sĩ dâng hiến chính cuộc đời mình vào trong các sáng tạo, bằng không người ta chỉ đục đẽo những con rối và may mặc cho búp bê.
Có biết bao nhiêu mâu thuẫn và vô lễ, nhưng tính cách táo bạo đó không làm tôi bất bình ở một thanh niên. Rhys đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Tôi biết rõ điều gì khiến anh chàng bận tâm và chàng chờ đợi ai. Anh chàng nói với tôi về 1.500 quan mà chàng kiếm được, và chàng còn thêm vào đó một món lợi tức nhỏ 2.000 quan mà chàng được thừa kế. Tôi không bị đánh lừa về những lời tâm sự này. Tôi biết chàng kể cho tôi về những khoản tiền nho nhỏ để tôi biết chàng là người ổn định, mực thước, có lợi tức. Tóm lại là để nói là đám tốt để kết hôn vì có đủ chứng minh hợp lý. Theo như các nhà đo vẽ địa hình nói, chàng đứng dậy rồi lại ngồi xuống đến 20 lần. Chàng đứng dậy lần thứ 21 vì chàng không thấy Sanh. Chàng buồn bã ra về. Chàng vừa đi khỏi thì Sanh vào trong đô thị sách, diễn cớ là trong chừng Hannibal. Cô rất buồn bã và với giọng uể oải, cô gọi kẻ được bảo hộ để cho nó uống sữa. Lão hãy nhìn hình ảnh buồn thảm này bố na. Bạo chúa, hãy ngắm công trình của lão đi. Lão đã giữ họ xa cách nhau, nhưng họ có cùng một gương mặt. Và lão thấy, qua biểu hiện dáng vẻ giống nhau của họ, thì tư tưởng họ đã là một rồi, dù lão có muốn hay không. Ca sang, hãy hạnh phúc đi. Bartolo, hãy vui lên đi. Làm giám hộ là thế đấy. Lão thấy cô bé chứ, quỳ gối trên tấm thảm, ôm đầu Hannibal trong tay, dần vuốt ve con vật ngu ngốc đó, than trách cho nó, rên rỉ trên mình đó. Người ta biết cô bé phản trách à, những tiếng thở dài của cháu đi đâu, và đều đã gây ra những lời than trách của cháu. Tuy nhiên, cảnh đó tạo nên một bức tranh đẹp mà tôi ngắm rất lâu, rồi liếc nhìn thư viện của mình. Rằng, những quyển sách này làm bác chán rồi, chúng ta bán chúng đi thôi. Ngày 20 tháng 9, thế là xong. Bọn chúng đã đính hôn. Jelis mồ côi, cũng như San mồ côi, đã hỏi xin tôi để cầu hôn cô. Và một trong các giáo sư của chàng là đồng nghiệp của tôi, được đánh giá cao về khoa học cũng như về tính cách. Nhưng ông ta làm sứ giả tình yêu thế nào kia chứ? Ôi trời ơi, một con gấu không phải là gấu ở dãy núi Pyrenees, mà là gấu văn phòng. Và chúng đã là loài thứ hai này, còn hung hăng hơn loài thứ nhất nhiều. Dù sai hay đúng, theo tôi là sai. Jelis không cần của hồi môn, cậu ta cưới cô gái được ông giám hộ, dù cô ấy chỉ cho cái áo lót ngủ thôi. Ông nói đi, rồi chuyện sẽ thành. Nhanh lên, tôi muốn chỉ cho ông hai ba vụ ở Lorraine khá lạ mà ông chưa biết. Tôi chắc là vậy. Đó là lời mà ông ta đã nói chính xác từng chữ. Tôi đáp lời ông ta rằng tôi sẽ hỏi ý kiến Jean, và tôi có niềm vui không hề nhỏ khi tuyên bố với ông rằng cô gái được tôi giám hộ có của hồi môn. Của hồi môn là đó, đó là thư viện của tôi. Henri và San còn lâu mới nghi ngờ, và đó là điều khiến người ta thường nghĩ tôi giàu hơn vẻ bề ngoài. Tôi có vẻ mặt của một lão già keo kiệt. Đó hẳn là một bộ mặt lót tét, nhưng khiến tôi rất được coi trọng. Xã hội này không quý trọng ai hơn những kẻ giàu keo bẩn. Tôi hỏi ý kiến San, nhưng tôi có cần lắng nghe câu trả lời của cô thì mới hiểu cô không? Thế là xong, họ đã đính hôn. Tính tình và mặt mũi của tôi không phải dùng để rình rập hai thanh niên thiếu nữ đó rồi ghi nhận lại lời nói và cử chỉ của họ. Đừng chạm đến ta, đó là câu trong các mối tình đẹp. Tôi biết bổn phận của mình, phải tôn trọng sự kín đáo của tâm hồn ngây thơ mà tôi đang trông chừng. Bọn chúng cứ yêu nhau đi, bọn trẻ này sẽ không còn có lời thổ lộ tâm tình nào, cũng như không có sự hớ hên ngây thơ nào của chúng được giữ lại trong cuốn tập của lão giám hộ viết. Quyền hành của lão thi triển rất dịu dàng và cũng kéo dài rất ít. Mặt khác, tôi không khoanh tay, và nếu họ gặp vấn đề thì tôi cũng có vấn đề của mình. Chính tôi đã lập danh mục của thư viện mình để bán đấu giá. Đó là một nhiệm vụ vừa khiến tôi buồn rầu vừa khiến tôi vui thích. Tôi kéo dài công việc này có lẽ lâu hơn thời gian hợp lý, và tôi lật từ phiên bản sách quá thân thuộc với suy nghĩ, với bàn tay, với đôi mắt tôi, vượt xa hơn tính cần thiết và hữu ích thật sự. Nhưng đó là một cuộc vĩnh biệt, và ở mọi thời đại, bản chất con người luôn là kéo dài giây phút vĩnh biệt. Cuốn sách to tướng đã phục vụ tôi rất nhiều trong suốt 30 năm. Tôi có thể nào rời xa nó mà không tỏ ra trân trọng như với một người đầy tớ tốt chăng? Và quyển này đã trấn an tôi bằng chủ thuyết thánh thiện của mình. Chẳng lẽ tôi không nên chào hỏi nó một lần chót như một người thầy sao? Nhưng mỗi lần tôi gặp một quyển sách đã xui khiến tôi phạm sai lầm, khiến tôi thảm sầu vì có những ngày tháng niên đại giả, thiêu sót, láo toét và những căn bệnh trầm kha của nhà khảo cổ. Cột đi thôi, tôi nói với nó, vui một cách cay đắng, đồ bị bộm phạm trắc, nhân chứng giả hãy tránh xa ta ra, cột đi quỷ sa tăng, dù ngươi có phỉnh phờ, phú vàng, nhờ tiếng tâm mà ngươi đã tiếm quyền,
dơ bộ áo Moroccan đẹp đẽ của mình, hãy vào trong tủ kính của các nhân viên giao dịch với những kẻ nghiện sách, mong người không quyến rũ được họ như đã từng quyến rũ ta, vì họ chẳng bao giờ đọc người. Tôi để riêng để giữ mãi những quyển sách được tặng làm kỷ niệm. Khi xếp vào hàng sách này, bản thảo dưới tay của Trường Thuyết Vàng, tôi nghĩ nên hôn nó vì nhớ đến phu nhân Trepov vẫn biết ơn dù danh giá cao và giàu sang, và nàng khi tỏ ra là người mang ơn tôi đã trở thành ân nhân của tôi. Vậy tôi có một kho để dành. Tới lúc ấy tôi mới biết gây tội ác, những nỗi cám dỗ cứ đến với tôi trong đêm, đến rạng sáng, chúng thật là khó cưỡng. Lúc đó dù ai nấy vẫn còn ngủ trong nhà, tôi lại thức dậy và lén lút ra khỏi phòng. Hỡi các thế lực hùng mạnh của bóng tối, các bóng ma trong đêm, nếu quý vị còn nấn ná tại nhà tôi sau tiếng gà gáy sáng, quý vị sẽ thấy tôi lướt trên đầu mũi chân trong đô thị sách, chắc các vị không hét lên đâu. Nhưng phu nhân Rebop ở náp rồi, láo già này có cái lưng tốt đấy. Tôi vào, Hannibal đuôi dựng đứng cọ vào chân tôi và kêu gừ gừ. Tôi túm lấy một quyển sách trên kệ, một quyển in chữ Gothic đáng kính hay một nhà thơ cao quý thời Phục Hưng. Vật báo mà tôi đã mơ suốt đêm, tôi đã mang nó đi và giấu tận đáy tủ sâu các tác phẩm để dành, nay đã đầy đến nứt tủ. Thật kinh khủng khi nói, tôi đã đánh cắp của hồi môn Cushan, và khi tội ác đã hoàn thành, tôi lại tiếp tục mạnh mẽ lập danh mục cho đến khi San đến hỏi ý kiến tôi về trang phục và túi đồ cưới. Tôi không bao giờ hiểu những thứ đó là gì, vì không biết từ dựng hiện nay của ngành may mặc và đồ lót. À, nếu một vị hôn thê ở thế kỷ 14 nhờ phép lạ nào đó mà đến nói với tôi về các loại trang phục, thế thì được, tôi sẽ hiểu ngôn ngữ của cô ta. Nhưng San không ở cùng thời với tôi, và tôi chuyển cô đến cho phu nhân Gabri, lúc này đóng vai trò mẹ của cô. Đêm đến, đêm đã đến. Từ khuỷu tay vào cửa sổ, chúng tôi nhìn khoảng rộng tối tăm lỗ chỗ những điểm sáng. Jean cúi xuống những thanh trắng, ôm trán trong tay và dường như buồn rầu. Tôi quan sát cô và quan sát chính mình. Mọi thay đổi, dù chính mình mong mỏi nhất, đều có nỗi buồn man mác. Và điều mà chúng ta rời xa là một phần của chính chúng ta. Phải chết liệm trong đời cũ thì mới bước qua cuộc đời mới. Như đáp lại suy nghĩ của tôi, cô thiếu nữ nói, bác giám hộ ơi, cháu rất hạnh phúc và tuy nhiên cháu lại muốn khóc. Trang cuối cùng, trang 87, còn khoảng 20.000 nữa và quyển sách của tôi nói về các loại côn trùng và hoa sẽ kết thúc. Trang thứ 87 và là trang cuối cùng. Khi ta thấy chúng, các loại côn trùng có tầm quan trọng lớn đối với cây cỏ. Thật vậy, chúng đảm trách nhiệm vụ chuyên chở phóng hoa từ nhị được đến nhị cái, dường như hoa được xếp đặt và trang hoàng để chờ đợi chuyến viếng thăm tân hôn này. Tôi nghĩ mình đã chứng minh rằng tuyến mật của hoa đã chưng cất ra chất rượu mùi ngọt thu hút côn trùng và buộc chúng phải thực hiện sự thụ tinh trực tiếp hay thụ tinh tréo. Kiểu thứ hai thường xuyên hơn, tôi đã cho thấy rằng các bông hoa được nhuộm màu hay tẩm hương sao cho thu hút côn trùng và được cấu trúc bên trong để cho khách viếng thăm có một lối đi xuyên thấu qua tràng hoa. Chúng đặt trên đầu nhị những hạt phấn hoa mà chúng đã thay đổi. Fransen, ông thầy đáng kính trọng của tôi, nói về chuyện long măng phủ trên trang hoa phong lữ thảo rừng. Tác giả thiên nhiên khôn ngoan đã không muốn chế ra sợi lông nào vô ích. Đến lượt tôi nói, nếu tôi đọc được trên những cánh đồng mà Kinh Phúc Âm đã nói ăn mặc giàu có hơn cả vua Salomon, chiếc áo tròn đỏ tía của đồng là một chiếc áo tròn hôn lễ và trang sức lộng lẫy là cần thiết để trường tồn. Brown, ngày 21 tháng 8 năm 1869, Brown, nhà tôi là ngôi nhà cuối cùng mà người ta tìm được trên đường làng khi đi vào rừng. Đó là một ngôi nhà có đầu hồi và mái nhà bằng đá bản đen, tỏa ánh ngũ sắc dưới mặt trời như cổ chim bồ câu. Chiếc chong chóng dựng trên mái nhà khiến tôi được coi trọng còn hơn các công trình nghiên cứu về lịch sử và triết học của tôi. Không có dốc tì nào mà không biết cái chong chóng của ông Bonnard. Nó rỉ sét và kêu kéo kẹt the thé trong gió. Đôi khi nó từ chỗ phục vụ, như Therese phải để một thôn nữ trẻ giúp cho, rồi cào nhào. Căn nhà không lớn lắm nhưng tôi sống ở đó rất thoải mái. Phòng ngủ của tôi có hai cửa sổ và đón nhận tia nắng mặt trời đầu tiên. Phía trên là phòng của bọn trẻ. Henri và Jean đến đây mỗi năm hai lần. Bé Sylvette có cái nôi ở đó. Đó là một cậu bé xinh xắn,
Nhưng nó xanh xao quá, khi nó chơi trên cỏ, mẹ nó dõi theo với ánh mắt lo âu và luôn ngừng kim để bế nó lên đầu gối. Thằng nhóc không chịu ngủ, nó nói khi ngủ nó sẽ đi xa, rất xa, và nơi đó tối đen, có những vật làm nó rất sợ và nó không muốn thấy nữa. Lúc đó mẹ nó gọi tôi đến ngồi bên nôi cháu. Nó cầm lấy một trong các ngón tay tôi trong bàn tay nhỏ xíu nóng hổi và khô của nó, rồi nói với tôi: "Ông ngoại đỡ đầu, ông phải kể cho cháu nghe một câu chuyện." Tôi kể cho nó nghe đủ thứ chuyện, nó nghe rất nghiêm túc, mọi chuyện đều làm cho cháu quan tâm. Nhưng có một câu chuyện làm cho tâm hồn nhỏ bé của nó ngây ngất, đó là chuyện con chim xanh. Khi tôi kể xong, nó nói với tôi: "Nửa đi, nửa đi." Tôi bắt đầu lại và cái đầu nhỏ xanh xao đầy gân máu của nó ngã lên gối. Bác sĩ đáp lại mọi câu hỏi của chúng tôi: "Bé không có gì khác thường cả." "Không, thằng bé không có gì khác thường. Một buổi tối năm ngoái, cha nó gọi tôi." "Bác đến ngay." Chàng nói với tôi: "Thằng bé bệnh nặng hơn." Tôi đến gần chiếc nôi mà mẹ cháu đang đứng bất động, gắn bó vào đó bằng cả sức mạnh tâm hồn. Bé Sinvet quay về phía tôi, cặp đồng tử hướng lên mí mắt và không muốn hạ xuống nữa. "Ông ngoại đỡ đầu, không nên kể chuyện cho cháu nghe nữa." "Không, không nên kể chuyện cho cháu nghe nữa." Ranh đáng thương, người mẹ đáng thương. Tôi đã quá già nên không nhạy cảm lắm. Nhưng thật ra cái chết của một đứa bé là một bí ẩn đau đớn. Hôm nay cha và mẹ nó trở về mái nhà của lão trong 6 tuần. Họ vừa ở trong rừng về, nắm tay nhau. Ranh quấn chặt một chiếc khăn sang màu đen, còn Henry mang một dải băng đen trên nón rơm. Nhưng cả hai đều trẻ trung ngời ngời, và họ mỉm cười với nhau thật ngọt ngào. Họ cười với đất đang cõng họ, với không khí đang tắm cho họ, với ánh sáng mà từng người đều thấy chiếu sáng trong mắt người kia. Tôi ra hiệu cho họ từ cửa sổ của phòng mình với chiếc khăn tay, và họ mỉm cười với tuổi già của tôi. Ranh nhanh nhẹn lên cầu thang, ôm hôn tôi và thì thầm vào tay tôi vài chữ mà tôi đoán hơn là nghe. Rồi tôi đáp lời cô: "Cầu Chúa ban phúc cho cháu, cháu và chồng cháu, cho những hậu vệ xa xôi nhất của các cháu. Hãy để con ra đi phụng sự người Chúa ơi."